Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã tiếp tục trở lại theo dõi kênh của My à, Hôm nay thì My muốn làm lại cái video um, cách thoát nghèo từ con số 0 à, Vì um, cái video đó trước đó My làm lúc mà chưa có kinh nghiệm Thì um, mình nói rất là chậm mình nói chưa có được tự nhiên nên là cảm thấy là mất thời gian của người xem rất là nhiều và mi xin lỗi điều này và nói thật là mi cũng làm cái kênh này một cách tình cờ nên là mi cũng không có kinh nghiệm không có người để mà tham khảo cái cách làm như thế nào hết mà tự mình mày mò mình làm thôi thì cái video đó thì mi đã thu âm trước và sau đó là mi nghe cái thu âm đó và mi nói lại thì nó không được tự nhiên và nó chậm nó rất là mất thời gian và mi thật sự xin lỗi về điều này. Và vì cái video này nó cũng rất là quan trọng. À, nó cũng là cái cách để mà giúp cho rất là nhiều người mà không có vốn để mà bắt đầu À, bắt đầu lại từ đầu à, bắt đầu để mà thay đổi cái cuộc sống của họ có rất là nhiều người mà họ thoát họ muốn thoát nghèo họ có cái ý chí họ có một cái sự khao khát mãnh liệt à, nhưng mà họ lại không có điều kiện không có điều kiện là mình à, giống cũng giống như mi đó mi làm youtube mi cũng không có một cái người thầy một cái người bạn nào mà có kinh nghiệm để mà hướng dẫn cho mình đó thì những người mà họ cũng không có điều kiện hay không có bạn bè không có bất kỳ bất kỳ bất kỳ một cái người nào để mà họ hỏi cái kinh nghiệm để mà họ nhận được cái sự chia sẻ và giúp đỡ thì rất là tội nghiệp cho nên là mi thiết nghĩ là cái video này nó cũng cần cho một hoặc hai người gì đó cũng được cho nên là mi quyết định làm lại thì uh, chúng ta mà có điên cuồng chúng ta kiếm tiền ha, chúng ta kiếm tiền chúng ta có những cái điều kiện thuận lợi để mà chúng ta kiếm tiền nhưng mà vẫn có rất là nhiều người kiếm được tiền nhưng mà không thể giàu được ha, mãi không thể giàu được à, đó là vì sao là vì chúng ta kiếm tiền thì chỉ là cái điều kiện cần để bắt đầu cái con đường làm giàu của mình thôi đó nhưng mà nó vẫn chưa đủ nó vẫn chưa đủ nó vẫn chưa đủ ở cái điểm nào có nghĩa là cái điều kiện đủ để mà chúng ta thay đổi cái cuộc đời của chúng ta à, chúng ta bước từ cái vị trí nghèo mà lên cái vị trí trung bình khá xong rồi đến giàu nó phải mất một cái giai đoạn rất là rất là xa và bên cạnh đó cũng có rất là nhiều những cái yếu tố những cái nhân tố mà nó giúp cho chúng ta thành công hay chúng ta vượt nghèo được hay không và cái điều kiện đủ đó rất là quan trọng chính là cái cách mà chúng ta giữ được cái số tiền mà chúng ta kiếm đó chúng ta giữ được cái số tiền chúng ta kiếm rất là quan trọng nha rồi chúng ta giữ cái số tiền chúng ta kiếm rồi chúng ta phải biết chi tiêu hay chúng ta phải xài làm sao để cho nó hợp lý hay nó chính xác từng đồng mà chúng ta kiếm được đó đó mới là cái điều quan trọng chứ à mình đừng có sai lầm mình nghĩ rằng là mình kiếm tiền được là mình đã giỏi rồi không như thế vẫn chưa đủ à như thế vẫn chưa đủ ha mà thậm chí là à mình không có kiếm được nhiều tiền nhưng mà mình xài đúng cách ha mình chi tiêu hợp lý rồi mình biết giữ cái đồng tiền mà mình kiếm được nhưng mà mình đừng có khư khư mà mình giữ cho bản thân mình vì cái sự ích kỷ vị kỷ ha mình mình gom góp rồi mình chỉ nghĩ cho bản thân mình cho gia đình mình thì đó là một cái gọi là cái sự mà bỏng sẻn cái sự bỏng sẻn đó cũng là một cái cách sai ha một cái cách mà sử dụng tiền một cách tiêu cực có nghĩa là mình giữ đồng tiền của mình rồi sau đó mình phải suy nghĩ làm sao để mà mình dùng cái đồng tiền mà mình có đó để mình xây vòng cái đồng tiền à, mình xây vòng cái đồng tiền để nó tạo ra được đồng tiền nữa à, đồng tiền của mình càng ngày nó càng tăng và mình phải làm nó đúng cách một cách chân chính và thậm chí là mình phải dùng cái đồng tiền đó để mình làm được những cái việc tốt hơn những cái việc phước đó tại vì sao tại vì mình thiếu phước cho nên là mình mới nghèo đó cái nghiệp nghèo khổ nó rất là khó xoay chuyển các bạn khó xoay chuyển sư phụ mình nói là à, cái thọ mạng của con người chúng ta vậy đó mà nó lại dễ xoay chuyển hơn ha dễ xoay chuyển hơn là cái nghiệp mà bị nghèo khổ đó hoặc là ở khi mà mình bị bệnh nặng đúng không thì mình thành tâm mình cầu nguyện thành tâm mình sám hối rồi mình làm phước thật nhiều rồi mình nhờ mình gửi tên đến à, những cái chùa tốt có những vị à, chân sư à, chú nguyện cho mình ha gọi là cầu an đó các bạn thì cái người đó có thể vượt qua được cái bệnh hiểm nghèo đó mà sống trở lại ha sống trở lại sống tiếp được một thời gian nữa là còn dài hay là ngắn là còn tùy vào cái phước của người đó và cái cái những người thân của gia đình đó có thay đổi để mà sống tốt hơn. Mình có cùng cộng nghiệp với nhau để cùng làm phước hay để tạo một cái phước lớn hơn mà kéo dài cái tuổi thọ của người đó hay không. Đó là một cách. Nhưng mà cái cách đó vẫn dễ hơn là cái cách mà mình nhờ quý thầy sai chuyển cho mình để mà mình giàu lên. Quý thầy không làm được, thật sự là quý thầy bó tay bó tay với cái nghiệp nghèo của chúng sanh và chính Đức Phật cũng nói như thế, chính Đức Phật cũng dạy như thế là chúng ta có thể can thiệp vào cái thọ mạng của con người, những cái chuyện mà xui rủi thì chúng ta có thể dùng phước và luật nhân quả để chúng ta điều chỉnh lại, chúng ta điều chỉnh lại rồi chúng ta mới từ từ chúng ta được phật giao hộ cho chúng ta trả từ từ hay trả một cách nhẹ nhàng thì từ từ chúng ta cũng trả hết những cái nghiệp chướng hay những cái đau khổ những cái à, à, nghiệp mà nó chết yểu ha còn cái nghiệp nghèo khổ là không thể nào xây chuyển được đức phật đã nói như thế chỉ buộc chúng ta phải tự chúng ta thay đổi cái nghiệp đó bằng chính cái khả năng của chúng ta bằng công sức bằng cái thành tâm của mình bằng hết tất cả những cái nghị lực mà mình có Ha, những cái ý nghĩ mà mình có mình phải xây dựng cái điều đó nó rất là lâu ha thì nó mới thay đổi được cái nghiệp đó và khi mà nó thay đổi rồi mà mình không biết dạy cho con cháu của mình ha nó sống như thế thì nó lại rớt xuống nó nghèo tiếp nữa đó cho nên là rất là khó để thay đổi cái nghiệp nghèo khổ thế nên là mi muốn nói là muốn làm lại cái video này ha là vì cái lý do đó rồi à, quay lại là vì sao mà chúng ta nghèo khổ nè là do chúng ta thiếu phước đó chúng ta thiếu phước nên chúng ta mới nghèo cho nên là chúng ta mới không có được tiền bạc để mà chúng ta sử dụng mà chúng ta tiêu xài cho nó thoải mái ha cái nhu cầu bản thân của chúng ta. Đó chúng ta phải sống trong cái cảnh mà thiếu trước hụt sau nó rất là căng thẳng. ha những người nghèo á nó mình xin lỗi những người nghèo là họ rất là khổ họ rất là khổ trong đầu của họ lúc nào họ cũng phải suy nghĩ cái miếng ăn ha, họ làm sao để mà họ có tiền họ lo cho bữa nay rồi ngày mai rồi người thân của họ nữa là cái người nghèo quá các bạn um, là người thiếu phước mà mình thiếu phước quá mình nghèo quá mình khổ quá thì mình cũng gần gần với là cái cái uh, loài súc sinh ha, loài súc sinh thì uh, mình xem đó là có những con chó, tuy là nó mang thân phận là thú vật, nó là con chó nhưng mà nó lại được sống trong một cái gia đình giàu có, ha, nó được ăn ngon, ha, mặc đẹp sung sướng, đi du lịch, à, xài hàng hiệu vân vân. thì tại sao có những người nghèo khổ họ là mang thân phận con người nhưng mà họ lại không có được những cái điều kiện cơ bản nhất là ăn no ba bữa mỗi ngày đó họ phải chạy vại họ phải chật vật làm sao để mà họ kiếm được miếng ăn của họ rất là vất vả rất là vất vả cho nên là cũng không khác gì à, với cái thân phận của một con vật hết đó mình nghèo mình thiếu phước thì mình sẽ trở nên là hèn kém đó là tự người khác nhìn vào ha họ sẽ thấy mình như thế chứ không phải là à, họ có cái tâm khinh khi mình tại vì cái hiện thân của mình ha bằng cái phước của mình nó hiện ra như thế thì không thể nào mà buộc họ phải tôn trọng mình được cho nên là bằng mọi cách là mình phải thoát nghèo mình phải thoát thoát nghèo để mà mình vươn lên mình thay đổi được cái giá trị con người của mình ha, trong cái xã hội này đó rồi um, vì thế đó, cho nên khi mà chúng ta đã nghèo rồi á thì chúng ta phải xài tiền làm sao mà cho nó đúng từng đồng, từng cắt một, từng cắt một một cách hợp lý nhất có thể tuyệt đối là chúng ta không được xài cho bản thân mình. À chúng ta không có nghĩ đến cái việc chúng ta phải hưởng thụ, chúng ta phải tiêu xài chỉ cho bản thân mình cho gia đình mình không. À như thế là chúng ta nghèo mãi, nghèo mãi, chúng ta không thoát được. Mà một cái điều mà nó đúng nhất ha đúng nhất cho cái cách xài tiền của người nghèo hay là bất kỳ một cái người nào ha trong cái à, xã hội này trong cái thế giới này cũng như thế đây là cái nguyên tắc xài tiền là chúng ta phải dùng đồng tiền làm sao mà nó có ích cho nhiều người nó có ích cho nhiều người là mình phải dùng đồng tiền để mà mình nghèo rồi đúng không thì mình phải cố gắng mình nhích ra một chút xíu để mà mình làm phước ha mình giúp người mình thấy người nào mà khổ hơn mình nghèo hơn mình nó thì mình giúp